Dừa tươi máy có khả năng băm được. Dừa khô cũng băm được rất dễ dàng. Dừa mảnh tươi khô hay dừa thải lại các loại. Các loại vỏ dừa, máy băm sơ dừa B300 của Bình Quân Group đều băm được. Vậy thì vỏ dừa khô ngâm nước, máy có làm được không nhỉ? Phải thử thôi. Video này chỉ mang tính chất thử nghiệm sản phẩm với đa dạng các loại nguyên liệu nhằm đáp ứng nhiều yêu cầu từ các vị khách hàng trên khắp mọi miền Tổ quốc. A few moments later. Và với nhiều cách thức chế biến vỏ dừa khác nhau. Không những vậy, cũng có nhiều yêu cầu của khách hàng gửi phản hồi về phía công ty về khả năng máy có thể băm được đến đâu. Và video này cũng chính là câu trả lời dành cho những quý vị đó. Mong rằng quý vị hãy cùng theo dõi tới cuối video để xem kết quả của buổi thử nghiệm. Nguyên liệu dừa khô ngâm nước nguyên trái đã sẵn sàng để băm nhỏ với máy băm sơ dừa B300. Ở phiên bản máy băm sơ dừa này sẽ tối ưu hiệu quả băm và quá trình băm hiện tại diễn ra rất thuận lợi, là nguyên liệu dừa ẩm cũng không gây tắc nghẽn máy, bùng băm và mặt sàng luôn được thông thoáng. Quá trình nạp liệu qua toa nạp đồng đều, hạn chế sự bắn ngược của nguyên liệu. Thử nghiệm lần này đã đem tới sự thành công và một cách chế biến vỏ dừa mới dành cho các yêu cầu từ phía khách hàng. Và Bình Quân Group mong muốn quý khách đem tới nhiều phản hồi hơn nữa để giúp Bình Quân hoàn thiện sản phẩm tốt hơn dành cho người tiêu dùng. Vậy là thử nghiệm của chúng ta đã hoàn thành và quý vị có thể thấy là xuyên suốt quá trình băm, máy băm rất dễ dàng. Và cái thành phẩm nguyên liệu của chúng ta lúc đầu sau khi mà được ngâm qua nước ấy thì quý vị có thể thấy là đầu vào đã hạn chế bắn hơn so với khi băm dừa khô. Và cái thành phẩm đầu ra thì cũng sẽ được nhỏ hơn khi băm dừa khô nữa. Và quý vị có thể thấy ngay tại đây ạ. Thành phẩm sau khi băm thì nó cũng có một chút độ ẩm thôi nhưng mà không nhiều. Nếu mà quý vị muốn băm nó được nhỏ vụn hơn nữa thì có thể ngâm lâu thêm một chút nữa. Như Thu Ngân ở đây thì mới ngâm được có khoảng mấy tiếng thôi. Thành phẩm ra thì cũng khá là đồng đều, đẹp và ít có cái thành phẩm bị khô quá, nó tạo ra những cái mảnh vụn to. Và để có thể tạo ra thành phẩm nhỏ hơn nữa thì quý vị có thể lựa chọn cái mắc sàng đi kèm. Thì như ở đây chúng ta có 10 ly, 12 ly và 16 ly. Ở trong máy thì hiện tại là đang lắp với sàng 12 ly cho thử nghiệm lần này. Và máy băm rất là dễ và thoáng sàng. Vậy thì thử nghiệm hôm nay cũng kết thúc tại đây. Nếu như quý vị muốn băm nguyên liệu nào khác hay là muốn thử nghiệm băm dừa kiểu nào khác nữa thì có thể để lại ý kiến của mình ngay phía dưới phần bình luận và góp ý tới quý công ty chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau.